Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hóa đến từ công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Rất vui khi mọi người đã quay trở lại với kênh của chúng tôi để theo dõi cái video chúng tôi chia sẻ về các cái mẫu nhà đẹp trên 63 tỉnh thành. Và hôm nay là một công trình mà công ty chúng tôi thiết kế cho anh Nguyễn Lê Bình tại Thanh Long, Thanh Chương, Nghệ An. Một ngôi nhà biệt thự 2 tầng hiện đại với diện tích sàn là 120m2. Trong đó tầng 1 cái mặt tiền rộng là 12m và chiều sâu là 10m. Thì mời mọi người cùng chúng tôi đi vào tham quan cái công trình này. Và khi chúng ta đi vào bên trong, đây là mặt tiền của công trình với diện tích là 12m nhé mọi người. Ở phần phía bên ngoài công trình thì mọi người có thể nhìn thấy là hai hàng mái Nhật, từ mái Nhật ở phía tầng 1 và mái Nhật ở phía tầng 2. Đó, thì giới thiệu tổng quan mọi người là 120m2 một sàn rồi, là chỉ bao phủ bởi tường thôi, chưa tính phần lan can đi lại phía bên ngoài này. Ở đây thì chúng tôi có thiết kế cho anh là một phần ngồi chơi, uống nước ở khu vực tiền sảnh phía ngoài. Sảnh chính có lan can bằng inox kính ở phía bên ngoài. Đó, rất là rộng rãi, với cái độ sâu ở đây là 1m6. Đó, 1m6 chúng ta ngồi có thể thoải mái nhé. Và ở đây chúng ta có thể đi xung quanh về cái khu vực phía đằng dưới kia. Ở chính giữa đây thì là cái khu vực sảnh chính với cái phong cách mái Nhật. Và anh giọt danh nước, nước chảy trực tiếp xuống cái khu vực sân này. Đấy, và đây là vị trí nước chảy trực tiếp xuống này. Và ở đây thì chúng ta nhìn từ dưới nhìn lên thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy các cái chi tiết trang trí rìa mái ở phía dưới của mái ngói. Đó, rất là đẹp. Cái thứ hai là khi mà chúng ta bước lên sảnh chính của công trình thì chúng ta sẽ bước lên 5 bậc và vẫn có gạch thảm như mọi khi cho mọi người nhé. Cửa đi chính của gia chủ là cửa 4 cánh có khuôn bao chạy xung quanh. Và ở phía đằng này là một cái phần trang trí ở đây. Phần này thì hai bên là hai cửa sổ và cửa sổ 4 cánh có ô thoáng phích. Và bên cạnh của cửa sổ này chúng tôi có thiết kế cho anh toàn bộ cái chi tiết trang trí và hào chỉ cho cửa sổ. Đó, rất là đẹp và bề thế với cái mặt tiền của công trình. Thì đấy là toàn bộ cái khu vực sảnh chính. Và ở phía bên cạnh đây thì chúng ta sẽ có một cái khu vực sảnh phụ để đi ra khu vực sân ướt. Thì đây, khu vực sảnh phụ này là lối này thì sẽ cho chúng ta đi vào bếp nha mọi người. Lối sảnh phụ này sẽ đi vào bếp. Và sảnh phụ này thì cũng bước lên 5 bậc và dùng cửa hai cánh để đi vào nha mọi người. Đó, rất là to và rộng. Thì ở khu vực sảnh phụ này với tổng cái diện tích là 5m mọi người. 5m theo cái bậc này thì chúng ta bước vào trong. Đó, thì đây là toàn bộ khu vực sảnh phụ, cũng có mái đua ra các thứ luôn. Thì đấy là cái toàn bộ cái tổng thể của công trình ở cái khu vực phía bên ngoài. Cùng với cái khuôn viên sân vườn nhà anh Bình mà chúng tôi thiết kế cho anh. Sân vườn ở đây anh cũng còn khoảng tầm trên 100m2, rất là rộng rãi, có vị trí để xe, có vị trí sân ướt phía trước. Đó, thì không để mọi người chờ lâu hơn nữa, mời mọi người cùng chúng tôi đi vào phía bên trong để xem anh bố trí cái công năng bên trong nhà như thế nào và cách sắp xếp đồ đạc của anh theo phong thủy tuổi của anh như thế nào nhé. Thì mời mọi người cùng vào trong ạ. Ở trong đây chúng tôi đang đứng là khu vực tiền sảnh để đi vào phòng khách chính của gia chủ. Thì ở phòng khách chính này với diện tích là 36m2. Đó, đây để tôi sẽ cảm nhận một vài phần theo cái ý nghĩ riêng của tôi về trong cái phòng khách này. Khi mà bước vào phòng khách nhé, thì chúng ta sẽ nhìn thấy đối diện phòng khách là một bức tranh rất là rộng. Đó, khi mà vào phòng khách thì ở đây là một cái căn phòng ở phía đằng sau nhé. Mà chúng ta mà để tường thì không đẹp một chút nào.
Chúng ta nhìn vào đây là một bức tranh phong thủy rất là rộng, có đường làng, có đồng quê. Đấy, nó tạo nên một cái không không có cái điểm gọi là xấu cho khu vực phòng khách mà khi chúng ta bước vào như này, rất là thuận mắt. Bên cạnh đó thì ở khu vực phía bên trái thì chúng tôi cũng đã nhìn thấy một cái chiếc kệ tivi. Kệ tivi ở đây bên tranh thì cũng được chúng ta vẽ bức cảnh đồng quê nhé. Đây là tranh vẽ mọi người nhé, và có kết hợp thêm là khuôn ba bằng gỗ. Đó, rất là đẹp. Và khi vào đây thì chúng ta đã thấy hai mặt của phòng khách rồi, mặt đằng chính diện và mặt kệ tivi. Và bên cạnh đó phía bên tay phải chúng ta sẽ thấy một cái vị trí tiếp khách của gia chủ. Đó, phòng khách này rất là ưng ý nha mọi người, và rất là khớp. Khi chúng ta ngồi ở đây chúng ta tiếp khách thì chúng ta có thể là xem tivi này, và chúng ta có thể là lấy sáng từ cửa sổ phía đằng trước mặt tiền này, hoặc là ở đây thì chúng ta cũng có một cái vị trí để trang trí những cái bức tranh ảnh của chủ nhà. Đấy, thể hiện gia đình của chủ nhà ở đây, đúng là một ngôi nhà hạnh phúc nha mọi người. Và ở phía đằng sau ghế ngồi đây thì chúng ta có một cái bức trang trí bằng gỗ. Đấy, ở đây là các cái thanh lam có treo ảnh kết hợp phía bên trên để ngăn cách giữa khu vực phòng khách và khu vực cầu thang. Nó rất là tiện ích cho cái khu vực phòng khách này. Và phía bên trên ở đây thì anh có trang trí các cái vị trí đèn chùm, một là ở khu vực tiền sảnh này và một là khu vực trên của vị trí tiếp khách. Đó, rất là rộng, 8 m nhân với 3,6 m, và đây là khu vực tiền sảnh luôn. Và không gian thứ hai chúng tôi muốn giới thiệu cho mọi người là cái khu vực phòng bếp. Ở khu vực phòng bếp đây thì gia chủ là dùng bếp kết hợp với nấu ăn. Khu vực phòng bếp ở đây thì chúng tôi có cái diện tích tương đối là rộng, trên 20 mét vuông. Và ở đây thì gia chủ có vị trí bếp cũng khá là khiêm tốn theo hình chữ L, và có một vị trí cửa sổ lấy sáng vào khu vực phòng bếp nhé. Bàn ăn dành cho 6 người cũng rất là tiện lợi, và chúng ta có một cửa để đi ra phía bên ngoài bằng cửa hai cánh gỗ rồi. Đó, rất là đẹp. Đó, thì đây là toàn bộ cái khu vực không gian phòng bếp ở đây mà chúng tôi muốn giới thiệu cho mọi người. Bên cạnh khu vực phòng bếp là chúng ta có một cái cửa để đi ra khu vực phía bên ngoài, để kết nối với khu vực nhà vệ sinh và nhà tắm ở khu vực phía bên ngoài nhé. Đó, đấy là cái không gian kết nối của phòng bếp. Thì bên cạnh đó ở đây chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ. Tiên là phòng ngủ thứ nhất với diện tích là 13 mét vuông. Đó, tương đối là đầy đủ. Với 13 mét vuông nhưng mọi người vẫn có thể bố trí được một chiếc cửa sổ để lấy sáng vào công trình, một chiếc giường mét 6 nhân mét 8. Đó, và một chiếc tủ. Đó, rất là tiện lợi cho một cái phòng ngủ đơn dành cho gia đình của gia chủ. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có hai cái phòng ngủ tiếp theo. Đó, thì một phòng ngủ hai phòng ngủ này được xếp cạnh nhau với diện tích đều nhau là 14 mét vuông. Thì mời mọi người cùng sang cái phòng ngủ mẫu này thôi, được ghép liền nhau nhé. Và ở đây thì với 14 mét vuông thì gia chủ cũng có thể là bố trí được các cái vị trí giường ngủ rồi tủ khá là rộng rãi cho một cái căn phòng sử dụng. Thế vậy là với cái biệt thự 2 tầng này thì gia chủ có 3 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, cộng phòng ăn và khu vực sinh hoạt ra phía bên ngoài rất là rộng rãi, với diện tích sử dụng là 120 mét vuông. Đó, rất là tiện, gần như là nó đầy đủ công năng của một ngôi nhà vườn mái Thái rồi, nhưng mà gia chủ còn trồng lên 2 tầng nên là rất là rộng rãi nhé. Thì sau đây mời mọi người cùng chúng tôi lên trên tầng 2 để xem khi công năng tầng 1 đủ rồi thì tầng 2 gia chủ làm những gì ạ.
Và khi không gian tầng 1 đã đủ rồi thì tầng 2 gia chủ sẽ bố trí thêm một phòng ngủ dự phòng và một phòng thờ, bên cạnh đó là khu vực sân phơi. Thì đứng bên cạnh tôi đây là khu vực hành lang lên. Giao thông rất là thông thoáng, chúng ta có thể nhìn ra khu vực phía đằng trước và khu vực phía bên trái. Cái bức tường này là nằm ở trên phòng ngủ nhá. Thì phía đằng sau gia chủ chỉ là mái thôi. Thì mời mọi người cùng sang bên tay trái từ phía dưới lên. Thì gia chủ sẽ thấy một cái khu vực sân phơi phía bên ngoài đây. Sân phơi này thì đang được nằm trên phòng bếp. Và ở sân phơi này thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái mái phía đằng sau. Mái phía đằng sau này nằm trên hai cái phòng ngủ ở phía dưới đấy ạ. Mái Nhật cũng đổ nước xuống phía bên dưới. Khu vực sân phơi này rất là tiện và có để thể để được vị trí tách nước. Và phần phòng ngủ phía trước thì cũng được một vài một phần phòng bếp thì cũng được thu nhỏ lại bằng toàn bộ cái phần mái đây nhá. Đó, không gian trên tầng 2 của gia chủ rất là hạn chế thôi và không sử dụng nhiều, tại vì ở dưới đã đầy đủ công năng rồi, nhưng mà muốn làm biệt thự 2 tầng cho nó hiện đại hơn. Và ở phía đằng trên cùng, ở trên phòng ngủ thì là một phòng thờ. Ở trên đây thì gia chủ dùng cửa là cửa nhôm sinh pha nha mọi người. Đó, cửa nhôm kính thôi. Từ cửa đi tới cửa ban công hai cánh cho khu vực phòng thờ. Đấy, phòng thờ ở đây cũng rất là rộng. Cái phòng thờ này thì chúng tôi có thiết kế cho gia chủ với diện tích là 16 m² nha mọi người. Đó, 16 m². Rất là rộng rãi, gia chủ có thể kê sập rồi kê mọi thứ ở đây. Rất là tiện. Bên cạnh phòng thờ thì chúng ta sẽ có một ban công phía đằng trước. Và ở phía bên ngoài đây là toàn bộ cái khu vực ban công. Khi chúng ta đứng ở đây thì chúng ta có thể ngắm nhìn ra khu vực phía bên ngoài sân lẫn phong cảnh phía đằng trước của gia đình. Và ở đây thì ban công này có thể kết nối sang cái khu vực phòng ngủ khách ở bên cạnh này. Và ban công này thì ở phần phía bên này chúng tôi vẫn dùng, tư vấn cho gia chủ dùng inox kính. Và ban công này thì chúng ta có thể là đi gần như vòng xung quanh, giống như cái phần sảnh sân phơi, đồng điệu với khu vực phía bên dưới. Nó tạo nên một cái vẻ thống nhất nhá. Và phía bên trên đây thì cũng toàn bộ là hệ thống mái Nhật và giọt danh nước sang khu vực phía bên ngoài. Còn bên cạnh đây thì là một phòng ngủ khách với hệ thống cửa nhôm sinh pha màu xám, rất phù hợp với phong cách nhà biệt thự nha mọi người. Và trong đây là cái khu vực phòng ngủ của khách với toàn bộ là 13 m². Trong phòng ngủ này thì cửa vẫn dùng bằng cửa nhôm sinh pha để bước ra khu vực ngoài cầu thang, kết hợp với hệ thống rèm và trần thạch cao. Hiện tại thì gia chủ rất là ít ở nhà nên là phòng khách này cũng chưa được sử dụng nhiều. Vậy là toàn bộ cái công năng ở dưới tầng 1 và tầng 2 đã được chúng tôi giới thiệu cho các bạn. Thì mời các bạn cùng xem lại một lần toàn bộ tour nhanh về cái công trình này nhé.
vậy là mọi người đã vừa tham quan xong toàn bộ cái phần nhà biệt thự 2 tầng mà công ty cổ phần kiến trúc Kisato đã thiết kế cho anh Bình bác Khiển tại khu vực Thanh Chương, Nghệ An, với diện tích giọt danh là trên 300 m² và chi phí là khoảng tầm 2,2 tỷ, với công năng tầng 1 bao gồm một phòng khách, một phòng bếp, 3 phòng ngủ, và tầng 2 bao gồm một phòng khách và một phòng thờ cùng với sân phơi. Đó thì nếu các bạn có quan tâm tới cái mẫu nhà này thì hoặc là những cái mẫu nhà đẹp hơn thì mọi người có thể là liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới. Chúng tôi sẽ thiết kế thi công cho mọi người những cái mẫu nhà theo phong thủy, theo kiến trúc kết cấu điện nước, bóc tách vật tư, dự toán cái số tiền mọi người muốn xây dựng. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này. Xin chào mọi người trong các cái video chia sẻ lần sau ạ. Xin chào.